xin chào hàng với các bạn. Xin chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Thanh Hoài Cây Gây. Hôm nay Thanh Hoài sẽ quay một cái tuần dịch cho các bạn xem. Đất này là ba dài từ huyện Cái Chích Cái Chanh á, để quay lại cảnh gia đình anh đừng chiến dịch. Cái chiến dịch cũng tương đối rất là nhiều các bạn. Thì bầy dịch này nghe nói là khoảng cỡ trên 7.000 con, nhưng mà để thử coi nó đẻ được bao nhiêu trứng nha. Các bạn cùng theo dõi. Được 500 trứng này các bạn ơi. Mặt ra toàn thấy là trứng không à. Đâu đâu cũng là trứng với gom. Chín trăm trứng các bạn ơi. Con ngoài lượm xong chưa? Chờ. Trước mặt này quá trời trứng luôn, nhìn giống như là một cái
này chắc mình còn được khoảng cỡ 1000 trứng không chứ? Được không? 300-400 không mà thấy để dày đặc trên ha, phải mê. Nãy giờ đắng ở đây mới có 1100-1200 mà thêm nhỏ nữa. Nhỏ chưa biết. Dạ. Hiện tại là 3:25 các bạn ha. Ngày có thức rất sớm từ lúc 2:30. Lụm mình lấy khăn bỏ ngoài cho dịch lâu tùm lum hết vậy. Con hên nhóc có chần khăn bỏ. Khăn này là cuối cùng hết có con cắm nãy giờ